Nhằm đảm bảo phòng chống dịch sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết vừa ban hành hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Theo đó, người có biểu hiện bệnh đường hô hấp sẽ không được tham gia nấu nướng, kinh doanh dịch vụ ăn uống phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh phong cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết để bảo đảm an toàn bắt buộc người chế biến thực phẩm người phục vụ đồ ăn phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm thức ăn giữ khoảng cách tiếp xúc trực tiếp với khách hàng những người có một trong các triệu chứng bệnh đường hô hấp ho sốt khó thở không được bố trí làm việc tại cơ sở các quán ăn không được phục vụ nhiều người cùng lúc khách ăn uống cũng được yêu cầu rửa tay hạn chế đi lại hạn chế cười đùa nói to trong quán ăn đối với bếp ăn tập thể ở các khu công nghiệp chế xuất doanh trại các đơn vị bệnh viện cơ sở giáo dục trường học có đông người ăn uống cần bố trí ăn theo nhiều ca để bảo đảm khoảng cách giữa những người ăn uống